Tập 8. Này, thiếu gia, ngài không thể dịu dàng một chút với người đang bị thương à? Đóng kịch giỏi lắm. Thiếu gia, sao ngài có thể nói ta là Quyển Nhi trước mặt phu nhân chứ? Nếu không cô tưởng ta sẽ rút lui an toàn sao? Ta, Thu Hương, bôi thuốc. Dân, nam nhân lật mặt còn nhanh hơn sách nữa. Sao lại như vậy? Gọi Mã Tiểu Lục đến đây. Phu nhân đừng lo, chuyện này xảy ra đột ngột như vậy, nhất định có mờ ám. Hay là chúng ta đi xem thử? Ừ, cũng được. Quyển Nhi, Quyển Nhi, Quyển Nhi. Mẫu thân, sao mẹ đến đây? Nghe nói có kẻ đang dùng hình với Quyển Nhi. Mẫu thân đừng giận, con thực sự không biết người đó là Quyển Nhi. Bây giờ Quyển Nhi đang ở đâu hả? Mẫu thân, sức khỏe quan trọng. Ngôn Tịch đã đưa Quyển Nhi đi rồi. Cô mau đưa ta đi xem. Nếu Quyển Nhi có mệnh hệ gì, ta không tha cho cô đâu. Dạ. Mẫu thân, con sẽ đi với mẹ. Sức khỏe quan trọng. Tất cả đều là lỗi của con. Thu Hương, những lời cô sắp nghe được không được truyền ra ngoài một chữ. Dân, đại thiếu gia. Tiểu Giản, thời gian cấp bách, chúng ta khớp lại câu từ để tránh bại lộ. Để tránh bại lộ? Không lẽ ngài muốn ta giả dạng đại tiểu thư Cố gia thật à? Cô nghĩ xem. Thiếu gia, ta thấy quyết định trước đó của ngài rất là sáng suốt. Ta không nên ở lại Cố phủ. Một nhà đầu dân giả như ta đâu có dáng vẻ của một tiểu thư. Gây rắc rối xong muốn trốn à? Đâu có. Chỉ là... Thiếu gia nói thật với ngài vậy. Ngài bắt ta dỗ ngọt một mình lão phu nhân còn được, nhưng ngài bắt ta gạt nhiều người như vậy, ta làm không được. Ta thấy cô làm rất tốt, sau này tiếp tục cố gắng. Như phu nhân đó hung dữ như vậy, nếu để bà ta biết ta là kẻ lừa gạt, bà ta đánh chết ta mất. Ta thấy bây giờ cách tốt nhất chính là mau chóng bỏ trốn. Sao im lặng rồi? Thu Hương đâu? Sao cô ấy bỏ ta chạy mất rồi? Cô nhất định phải làm tiểu thư. Chuyện đến nước này chỉ có thể phóng lao theo lao. Ngài đã nói chuyện này là sai rồi thì nên dừng lại kịp thời. Ta không làm tiểu thư đâu. Cô không muốn chịu trách nhiệm phải không? Chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm gì? Cô đi rồi, ta làm thế nào? Ngài mong ta ở lại vậy à? Phải. Ta cần cô. Vậy sau này bị lộ phải làm sao? Cô ở lại, những chuyện khác ta tự giải quyết. Nếu ta quan trọng với ngài như vậy, ta đành ở lại vậy. Dù sao bệnh của bà nội vẫn không thể thiếu cô. Cô đi rồi, một mình ta không dỗ được bà. Hả? Ngài vì bệnh của bà nội mới giữ lại ta à? Chứ cô tưởng gì? Ta đồng ý rồi, đừng hòng lật lọng. Đại thiếu gia không hay rồi. Lão phu nhân và Như phu nhân đến rồi. Vậy lát nữa ta nói thế nào? Để ta ứng phó. Quyển Nhi, mẹ từ từ thôi. Quyển Nhi, bà nội. Quyển Nhi, bà nội, sao bà đến đây? Cẩn thận. Sao cháu ra nông nổi này? Mau để bà nội xem. Cháu bị thương ở đâu? Hả? Không sao bà nội, bôi thuốc xong đỡ nhiều rồi. Quyển Nhi,
đều do dì không tốt. Nếu dì biết rõ thân phận của con sớm, sẽ không có những hiểu lầm này. Bà nội, dì để Uyển Nhi muội muội ở tạm trong phủ với thân phận thị nữ là ý của con. Lúc tìm thấy Uyển Nhi muội muội, bà nội bệnh nặng, dì lại không ở trong phủ, cho nên không muốn trong phủ có thêm chuyện làm phiền mọi người. Vốn định tìm cơ hội thích hợp nói với mọi người thân phận của Uyển Nhi, không ngờ lại gây ra hiểu lầm như vậy. Đứa cháu này đúng thật là chuyện lớn như vậy sao có thể coi như đùa. Bà nội đừng trách ca ca, đây là ý của Uyển Nhi. Uyển Nhi chỉ muốn lặng lẽ chăm sóc bà nội, cháu không muốn làm phiền người khác, nên ca ca mới ra chủ ý này. Mẫu thân, mẹ xem con bé hiểu chuyện biết mấy, trong phủ nhà mình còn phải cẩn thận dè dặt, đúng là làm khó cho con rồi. Đúng là con bé ngốc. Nhị thiếu gia, đừng chạy nữa, phu nhân biết được lại mắng bọn ta. Nhị thiếu gia, vậy Uyển Nhi những năm nay con đã đi đâu? Con được một hộ nhân nhận nuôi. Ồ, vậy năm đó tại sao con đi lạc vậy? Con cũng không nhớ nữa. Từ lúc con có trí nhớ, đã ở nhà của cha mẹ nuôi. Lúc ca ca tìm thấy con mới biết thân phận của mình. Vậy ca ca, sao con tìm được vậy? Cô có thể dừng một lát không? Uyển Nhi bây giờ con đang bị thương, nên nghỉ ngơi cho khỏe mới đúng. Vâng, mẫu thân. Nếu như Cố đại tiểu thư của chúng ta trở về rồi, tất nhiên không thể chịu thiệt thòi. Cho nên đãi ngộ của tiểu thư nhất định phải đầy đủ, không thể thiếu thứ nào. Mẹ thấy đúng chứ? Ừ. Mẫu thân, con khẩn xin mẹ cho con cơ hội, giao chuyện này cho con, cũng để con lấy công chuộc tội, được không ạ? Vậy ta giao cho cô. Chuyện quan trọng trước mắt là phải chọn cho một nha đầu vừa ý đáng tin cho Uyển Nhi. Liên Tâm. Vâng, phu nhân. Liên Tâm ở Cố phủ chúng ta cũng đã lâu rồi, cứ để Liên Tâm hầu hạ Uyển Nhi. Mẫu thân, mẹ thấy thế nào? Con thấy mấy hôm nay Thu Hương chung sống với Uyển Nhi muội muội rất hòa hợp. Dân dân, bà nội, bà để Thu Hương làm thị nữ bên cạnh cháu nhé. Khả Hân, Liên Tâm này theo cô nhiều năm rồi, ta thấy cô cũng quen rồi, vẫn là để Thu Hương làm đi. Thu Hương, ngươi qua đây. Dân, lão phu nhân, kể từ hôm nay ngươi chính là thị nữ bên cạnh Uyển Nhi, nhất định phải chăm sóc tốt cho tiểu thư. Dân, Thu Hương nhất định dốc hết tâm sức chăm sóc tiểu thư. Nếu đã chọn xong nha hoàn, vậy thì phải chọn một căn phòng tốt cho Uyển Nhi ở mới phải. À đúng rồi, mẫu thân, phòng con đúng lúc để trống một gian. Liên Tâm, lập tức đưa người đi chuẩn bị, tân trang lại cho tốt đi. Vâng, phu nhân. Gì à, thương tích Uyển Nhi chưa khỏi, không tiện đi lại, chi bằng cứ sửa sang lại căn phòng này làm khuê phòng được không? Đau quá, đau quá. Sao vậy? Đại thiếu gia nói rất đúng, căn phòng này bố trí cũng không tệ. Vậy cứ theo ý của đại thiếu gia đi. Bà nội, gì, trời không còn sớm nữa, hay là để Uyển Nhi muội muội nghỉ ngơi, có việc gì ngày mai rồi bàn, được không? Vậy bà nội, dì, ca ca, muội không tiễn nữa. Nào, mẫu thân. Bà nội, nào. Thu Hương, ngươi phải hầu hạ tiểu thư cho tốt, có biết chưa? Dân, phu nhân. Tiểu Giảng, không phải, tiểu thư, cô nói ta biết đây rốt cuộc là thế nào được không? Mọi chuyện là thế này. Mọi chuyện chính là như vậy. Nói như vậy, cô giúp đại thiếu gia giả làm Uyển Nhi tiểu thư, sau này ta phải giúp cô qua mặt họ. Ừ. Trời ạ, nếu bị phát hiện, lão phu nhân và phu nhân không tha cho chúng ta đâu. Vì vậy Thu Hương, sau này chúng ta ngồi chung một con thuyền rồi, không ai được rời khỏi ai. Không thể nào. Sao cô ta còn sống chứ? Rõ ràng ta
Đây dù sao cũng là Cố Phủ, chàng nhỏ tiếng thôi, cô ta không thể còn sống được. Chàng nghĩ kỹ lại xem, chàng khi đó chắc chắn xử lý sạch sẽ chưa? Ta quả thật đã chôn cô ta rồi. Cố Ngôn Tịch này là một người tinh tế như vậy, sao có thể tìm một kẻ giả mạo về chứ? Lỡ như có người cứu cô ta thì sao? Vậy ta tiêu rồi. Năm đó Nguyễn Nhi đã nhìn thấy khuôn mặt của ta. Ta nhớ trên cánh tay Nguyễn Nhi có một vết bớt qua đào. Hay là nàng tìm cơ hội kiểm tra thử đi. Được. Nếu như cô ta là thật thì sao? Nếu cô ta là thật, ta tuyệt đối không để chàng rơi vào nguy hiểm. Ta không tin cô ta mạng lớn như vậy thoát được một lần, không thể để cô ta thoát lần thứ hai. Sao huynh đến đây? Đến thăm cô, mang một ít đồ cho cô. Nào, sao? Dựa vào đi. Thế nào, thoải mái không? Cũng thoải mái lắm. Vết thương trên lưng cô sao rồi? Không sao, bôi thuốc xong đỡ nhiều rồi. Giới thiệu với cô, đây là bánh quế hoa. Uống thuốc xong đắng miệng, có thể ăn một miếng. Đây gọi là viên thập toàn đại bổ. Lúc cơ thể suy yếu có thể uống một viên. Đây là chuông gió, để lúc cô nhàm chán có thể giải sầu. Ta còn một bảo bối nữa. Hả? Đây là thứ đưa từ Tây Vực sang, gọi là kính dạng hoa. Nhìn đẹp lắm. Ta cũng muốn thử. Nào, nhìn thế nào? Nhắm một con mắt. Nó đang xoay kìa. Bởi vì ta cũng đang xoay. Ta muốn tự cầm. Tử Khiêm, huynh tốt với ta thật. Đây có là gì chứ? Cô vì ta mới bị thương. Chút quà này là nên thôi. Tử Khiêm, huynh không có gì muốn hỏi ta sao? Ta nên hỏi gì? Huynh không tò mò tại sao ta từ thị nữ trở thành đại tiểu thư Cố gia? Thật ra dù cô tên Nguyễn Nhi hay là Tiểu Giản, dù cô là tiểu thư hay thị nữ, với ta mà nói chỉ như nhau. Bởi vì trong lòng ta, cô chính là cô. Khi nãy con đến chỗ Nguyễn Nhi phải không? Đúng vậy. Con có thái độ gì vậy? Mẹ có ý gì đây? Tuy Nguyễn Nhi làm trái ý mẹ, giúp con lén trốn ra ngoài tham gia cuộc thi túc cầu, nhưng 20 rơi ở nhà củi, đến nam nhân còn chịu không nổi. Một câu Nguyễn Nhi, hai câu Nguyễn Nhi. Con gọi thân thiết như vậy, cô ta quan trọng với con vậy sao? Mẹ làm như vậy đều muốn tốt cho con. Trước đây cha con quá say mê túc cầu, không kiếm được đồng nào. Một đồng tiền cũng phải bẻ làm đôi để dùng. Cuộc sống khổ cực này mẹ chịu đủ rồi. Mẹ không hy vọng con sống cuộc sống khổ cực như vậy, con hiểu không? Tử Khiêm, có lẽ sau này con sẽ có gia đình của mình, nhưng mà mẹ chỉ có một đứa con như con. Con là tất cả của mẹ. Trước nay là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng là vậy.
Mẹ, con không có ý đó. Vậy con có ý gì chứ? Con xin lỗi. Khi nãy con không nên ăn nói như vậy với mẹ. Trước đó cũng không nên lén trốn ra ngoài tham gia thi đấu. Đừng giận nữa được không? Vậy còn coi được. Con hứa với mẹ, sau này cố gắng học làm ăn, đừng chơi cái trò túc cầu nữa. Nếu con hứa với mẹ, mẹ cũng phải hứa với con một chuyện. Được, con nói đi. Sau này đừng vì chuyện của con liên lụy tới người khác. Được, mẹ hứa với con. Vậy con cũng hứa với mẹ. Được, không còn sớm nữa. Nghỉ ngơi sớm đi. Vâng. Phim được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Nguyễn Nhi, phu nhân, gì? Sao dì đến đây? Ta đến để đưa đồ tốt cho con. Con xem đi. Những vật bài trí này có thích không? Mang nhiều đồ vậy à? Tất nhiên rồi. Đồ tặng cho con đều phải là đồ tốt chứ. Đi đi, để họ bài trí là được rồi. Nào con ngồi nghỉ đi. Ngồi đi, ngồi đi. Đang bị thương, phải coi trọng sức khỏe. Thế nào, vết thương của con đã đỡ hơn chưa? Con đỡ nhiều rồi, đa tạ dì quan tâm. Trong phòng ta có một lọ ngọc lộ xương, cho con bôi vết thương tốt không gì bằng. Khi nãy vội vã qua đây, ta quên mang mất rồi. Liên Phương, vâng. Ngươi đưa Thu Hương đến phòng ta lấy đi. Vâng, phu nhân. Đi đi. Món đồ này đẹp quá. Chắc là đắt lắm mà. Nguyễn Nhi, con khách sáo quá rồi. Cho con dùng tất nhiên phải dùng đồ tốt rồi. Vâng, chỉ tốn vài lượng bạc mà thôi. Đợi một thời gian nữa, dì đây lựa cái tốt hơn cho con. Không, không cần lựa nữa. Cái này tốt lắm rồi ạ. Đây là phòng của con. Con thích là quan trọng nhất. À phải rồi, trước đây ở chỗ của cha mẹ nuôi con, căn nhà đó với chỗ con ở hiện nay có khác biệt gì không? Họ là dòng dõi thư sinh, coi trọng giản dị, tất nhiên không so được với sự xa hoa ở đây. Thì ra là vậy. Vậy nhà họ ở đâu? Có họ là gì? Vũ Lăng ở Hồ Nam. Họ Hạ. Họ Hạ. Nguyễn Nhi, con còn đang bị thương, đừng đi lung tung. Nào ngồi đi. Dạ. Con xa nhà một thời gian rồi, có phải nhớ họ lắm không? Hay là hôm khác mời hai người họ đến phủ ngồi chơi. Không cần, không cần. Họ không đến đâu ạ. Tại sao? Họ không thích rời xa quê. Nói là đi đâu cũng không thoải mái ạ. À, món này cũng đẹp thật. Để ta xem. Xin lỗi tiểu thư, người có sao không? Xin lỗi. Yên tâm, làm việc hấp tấp vội vàng, xem ta lát nữa làm sao phạt ngươi. Tiểu thư, người sao vậy? Thu Hương. Thu Hương, Thu Hương, lưng ta đau quá. Em dìu ta về nghỉ ngơi đi. Thu Hương, mau dìu tiểu thư về phòng, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vâng. Tiểu thư, chậm thôi. Dì đi thông thả ạ. À, nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Dạ. Nguyễn Nhi, bọn ta về trước nhé. Dạ. Đây là phẩm màu đặc biệt từ Tây Dực đưa đến, rất khó phai màu. Như phu nhân nhất định nghĩ cách chứng thực thân phận của cô. Dùng cái này ứng phó trước.
ta đã bảo Liên Tâm kiểm tra vết bớt rồi. Đúng là có thật. Nhưng mà cô ta lời lẽ rời rạc, ánh mắt né tránh, quả là đáng nghi. Bây giờ giang hồ lừa đảo rất nhiều. Nếu có tên bịp nào dòm ngó tài sản của Cố gia, giải dạng Nguyễn Nhi cũng không phải không thể. Chàng nói như vậy cũng không phải vô lý. Nếu cô ta cố ý giả mạo, dễ lại một vết bớt thì có gì khó chứ. Ta nghe nói Tây Dực có một loại phẩm màu đặc biệt, chỉ cần dễ lên thì rất khó phai. Nếu lấy nó để mô phỏng vết bớt, ít nhất cũng giống 8 phần. Ở trên đời này còn có thứ thần kỳ vậy sao? Nhưng loại dược phẩm này chỉ cần gặp tinh dầu sẽ phai màu. Chỉ cần chúng ta tìm cơ hội thử sẽ biết ngay. Vẫn là cô xoa bớt dễ chịu. Mẫu thân, đây đều là việc con nên làm mà. À phải rồi mẫu thân, mẹ có nhớ họ hàng xa của con có một biểu ca không? Là người béo béo đó à? À đúng đúng, chính là huynh ấy. Gần đây huynh ấy mới mở một hồ tắm ở khu vực ngoại thành, muốn mời cả nhà chúng ta cùng nhau đến trải nghiệm. Nghe nói hồ tắm này khác với bình thường, trong hồ này bỏ thêm rất nhiều phương thuốc dưỡng sinh, chắc chắn cũng có công hiệu với bệnh mỏi vai của mẹ, ít nhất cũng có sự thuyên giảm. Nghe ra cũng được đấy. Dạ. Chỉ là cơ thể của Nguyễn Nhi vẫn chưa khỏi hẳn, hay là để sau hãy tính. Con cũng nghe nói ở đó có một loại tinh dầu từ Tây Dực đến, con nghĩ sẽ có ích cho vết thương của Nguyễn Nhi. Được được, vậy theo ý của cô đi. Chúng ta đi trải nghiệm thử cái gì mà hồ tắm kiểu mới. Xong rồi. Đẹp quá. Đúng là cừu thật đó thiếu gia. Ngày mai phủ quận Dương bình chọn, chắc chắn sẽ đứng đầu bảng. Cẩn thận đấy. Thiếu gia, lão phu nhân mời ngài qua đó một chuyến. Được, ta đến ngay. Hôm nay gọi mọi người đến là vì ngoài thành có một hồ tắm kiểu mới, bà nội muốn được các cháu đi trải nghiệm. Chọn ngày chi bằng ngay hôm nay, hôm nay đi được chứ? Bà nội, vết thương của cháu vẫn chưa khỏi ạ. Nghe nói hồ tắm là tinh dầu thuốc từ Tây Dực đến, có lợi cho vết thương của cháu. Dạ bà nội. Bà nội, ngày mai cháu phải đến phủ quận Dương nộp bản thiết kế mũ phượng, e là không đi được. Ngày mai đến phủ quận Dương đâu ảnh hưởng gì đến hôm nay. Cháu bận rộn lâu như vậy rồi, đến lúc nên thư giãn rồi. Phải đó Ngôn Tịch, mọi người đều đi, con đừng làm bà nội mất hứng. Dạ bà nội. Khả Hân. Dạ. Cô sắp xếp đi, chúng ta xuất phát ngay. Dạ mẫu thân. Đây ạ. À. Lão phu nhân, đã lâu không gặp, bà có khỏe không? Tốt lắm. Cái tên hồ tắm cực lạc của cậu cũng hay đấy. Khổ cận cam lai, trường lạc vô biên. Cậu tốn không ít tâm sức nhỉ? Đâu có, đâu có. Lão phu nhân quá khen. Các vị đi đường rất giả rồi, mau mời vào. Cẩn thận. Cẩn thận à. Biểu ca, lần này làm phiền huynh quá. Mỗi nói gì thế chứ? Mọi người có thể đến đây chính là đã nể mặt ta, là vinh dự của hồ tắm này. Tất cả đã sắp xếp ổn thỏa rồi, mọi người cứ ở đây nghỉ dưỡng đi. Lão phu nhân, Khả Hân, tiểu thư, mời mọi người qua khu vực hồ nữ bên này. Được. Hai vị thiếu gia, xin mời đến hồ khu nam bên kia. Mời. Nào, cẩn thận, làm phiền cậu rồi. Lão phu nhân khách sáo rồi. Mời. Phu nhân, tiểu thư, mời.
Sao hai người một hồ tắm à? Hôm nay buôn bán đắt đỏ, hồ tắm khá đông. Mong phu nhân tiểu thư thông cảm. Quyển Nhi, dân, không sao đâu. Đúng lúc, có thể cùng dì trò chuyện giải khuây. À, đúng vậy, một mình cũng chán lắm. Thì đó. Quyển Nhi, dễ chịu không? Dễ chịu lắm mà. Thoải mái là tốt rồi. Như vậy có lợi cho vết thương của con. Máu huyết lưu thông, có lợi cho vết thương của con mau khỏi hẳn. Dì à, dì không cần qua đây đâu. Ở đây chật lắm. Chật cái gì chứ? Hồ tắm rộng như vậy còn chật à? Con xem mấy cành hoa hồng này đi. Tốt lắm. Không cần đâu ạ, tự con làm được. Không cần đâu. Dì đừng qua đây. Dì đừng qua đây mà. Quyển Nhi, nghịch ngợm này. Dì đừng qua đây. Đừng qua đây, còn nghịch quá đi. Đừng qua đây, đừng qua đây. Phu nhân, tiểu thư, mọi người lên thay đồ xoa bóp. À, vậy chúng ta lên trên đi. Dạ. Hiện giờ đang xoa bóp huyệt bạch hối, có thể giúp cô giảm mệt mỏi. Bây giờ đang thả lỏng phần da của cô, dùng này liên kết với cột sống, có thể thúc đẩy máu huyết lưu thông. Quyển Nhi, con làm sao vậy? Gì à? Con có hơi chóng mặt. Thu Hương, bao giờ ta về nghỉ ngơi? Khoan đã. Quyển Nhi, đó là do vết thương con chưa lành mới xuất hiện tình trạng suy nhược chóng mặt. Ngoan, cố gắng thêm một lát. Nào, dì tiểu thư nằm xuống đi. Ta không sao. Quyển Nhi, có gì ở đây với con? Ôi da, đau quá, ta không làm nữa. Đau mới đã thông được. Còn cố gắng một chút. Nếu như sau này để lại mầm bệnh thì sẽ phải hối hận đó. Ôi da. Tiểu thư, người sao vậy? Lưng ta đau quá. Vết thương cũ của tiểu thư nứt ra rồi. Không phải chứ? Đây, tiểu thư Liên Tâm, mau mời đại phu đi. Dì à, không cần đâu. Không cần làm to chuyện để kinh động bà nội. Nói cũng phải, không mời. Có sao không? Không sao, vẫn ổn mà. Phu nhân, ta đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi trước. Nào, từ từ thôi, từ từ. Tiểu thư cẩn thận. Liên Tâm, có, mau theo đi. Xem nha đầu này, lại muốn giở trò gì. Dân,